tại sao Trần Thủ Độ không tự mình lên làm vua? Trần Thủ Độ chính là một quyền thần, một tay lật đổ nhà họ Lý, cướp Giang Sơn cho nhà Trần thông qua một cuộc hôn nhân chính trị. Một kẻ kiêu hùng như ông tại sao lại chấp nhận làm bề tôi cho một đứa trẻ như là Trần Cảnh mà không tự mình lên làm vua? Câu trả lời là không phải ông không muốn, mà là không thể. Bởi vì Trần Thủ Độ chỉ là người thực thi mệnh lệnh, trùm cuối của dòng họ Trần thời điểm đó lại là một người khác. Cuối thời nhà Lý, thiên hạ đại loạn, phản quân chư hầu nổi lên, các cứ các phường. Năm 1209, phản quân tấn công kinh thành, thái tử Lý Sảm phải nương nhờ nhà của Trần Lý. Trần Lý có 3 người con, 2 trai 1 gái và một đứa cháu tên là Trần Thủ Độ. Sau khi Trần Lý mất, người con thứ hai của ông là Tự Khánh lên thay, cai quản gia tộc. Những năm sau này, Trần Tự Khánh chính là người Nam Chinh bắc chiến, đánh hạ các lộ phản quân, đưa thái tử Lý Sảm lên ngôi, hiệu là Lý Huệ Tông, dòng họ Trần bước vào vũ đài lịch sử từ đó. Trần Thủ Độ sau này ép Huệ Tông phải nhường ngôi cho con gái là Chiêu Hoàng, rồi lại để Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, được sử sách nói nhiều. Nhưng bối cảnh của Trần Thủ Độ khi ấy là nhà Trần đã nắm hết binh quyền và thiên hạ đã an ổn rồi. Lúc Trần Tự Khánh mới nắm quyền, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, Đại Việt tái diễn loạn 12 sứ quân, thậm chí quy mô lực lượng, địa bàn của một số sứ quân lúc đó còn lớn hơn cả thời Đinh Tiên Hoàng. Trần Tự Khánh nắm binh quyền trong tay, uy hiếp thiên tử, hiệu lệnh chư hầu. Về đối nội, ông coi ngai vua như một trò đùa, nhiều lần hí lộng ngai vàng nhà họ Lý. Đối ngoại, Trần Tự Khánh lãnh đạo tộc Trần, đại chiến quần hùng, tiêu diệt lần lượt các lộ sứ quân. Một tay ông yên định thiên hạ, chia năm xẻ bảy khi đó. Sau khi ông mất, quyền lực gia tộc họ Trần chuyển cho anh ruột của ông. Người tộc trưởng ít được sử sách nhắc tới này mới chính là Trùm Cuối, người đứng đằng sau thao túng cục diện. Ông chính là cha ruột của Thái Tông Trần Cảnh và được nhắc đến với cái tên Thái Tổ dòng họ Trần.